quỷ đăng sa sĩ tà gia mu sa wa đà về ramani sĩ khả bình đẳng sama diya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đăng sa sự nói dối. Sura me rayamachapama dathana về ramani sĩ khả bình đẳng sama diya mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Pana ti pa tránh xa sự sát sanh. Sa si sikha pa dang ma ni sa su ta yam ta ni kha pa dang sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yap yamat chap pa mayat tha na we ra ma ni sikha pa nang samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Imani bancha sikha badane sa thukang katawa apmadena nicha kalang samma rakitam bang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngụ giới này cho được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. A ma phần tê dạ sinh dân. Sīlena sukataṃ yanti sīlena phoka sāmbadā sīlena nippotaṃ yanti tasmā sīlaṃ visodhayē. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thú lành thai. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và mến mời bàn tay của Xích Ái Minh, chị Lạc Lê, Xích Rạng Đông tâm pháp lên ông bài nghe pháp, mến mời nha. Dạ dạ, nghe pháp cứ quên hoài. Dạ, con kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn hướng dẫn cho chúng con được ôn bài. Dạ, sư có trước máy không? Dạ, con kính dâng bích đến sư. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng, con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta ngâm câu kệ số 153. Đức Huy Niệm thì bị gãy chân còn nằm viện nên là chư tăng thì bây giờ càng ngày càng hiếm, không có cái vị pháp sư, không có cái ít có vị chư tăng học để lên giảng pháp, nó cũng khó. Nên thành thử chúng ta bảo ban nhau để học hỏi giáo pháp của Đức Phật để sớm giác ngộ niết bàn. Trước khi vào ngâm câu kệ số 153, sư xin đọc một lần. Ale kaccha ti sangsarang santavi sang anipisang gahakarakang gawesanto
Gahakara kang gawe santo dukha jati puna punang aneka jati sangsarang santawi sang anipisang gahakara kang gawe santo dukha jati puna punang aneka jati sangsarang santawi sang anipisang Gahakara kang gawe santo dukha jati puna punang. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Lang thang bao kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bến cũ, vần xoay lối về. Bản dịch của nhà thơ Tâm Cao. Một lần nữa sư xin nhường mic lại cho Zoom, con cung kính đảnh lễ Ngài, sư xin xuống mic nha. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân sư tòa nhắn. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh sư Tuệ Nhẫn. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cuốn số 153. A nề ca trà tí sằng xà rằng sằng thà quýt sằng a nít bí sằng Gaha kara kang gawe santo dukha cha ti punap punang ane ka cha ti sang sarang santha sang ane pi sang gaha kara kang gawe santo dukha cha ti punap punang Ane ka cha ti sang sa rang sam tha vi sang ani vi sang ga ha ka ra kang ga we sang to dukha cha ti pu nap pu nang lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu A ni ca cha ti sang sa rang san tha vi sang a ni pi sang ga ha ka ra kang ga we san to dukha cha ti pu nap pu nang A ni ca cha ti sang sa rang san tha vi sang a ni pi sang ga ha ka ra kang ga we san to dukha cha ti pu nap pu nằng lang thang bao kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này ôi đời sống thật buồn thay bèo mây bến cũ dần xoay lối về bản dịch của đại đức Tâm Cao kính mời sĩ Sai Minh. Dạ, sa thú lành thay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ, em ấy minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông ạ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 153. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo. A nề ca cha ti sang sa rằng san tha quý sang a ni pi sang ga ha ca rằng ga quê san tô đúc kha cha ti bu nắp bu nằng A nề ca cha ti sang sa rằng san tha quý sang a ni pi sang ga ha ca rằng ga quê san tô đúc kha cha ti đúc bu nắp bu nằng
Anh cha tỷ sang ta răng san ta vi sang anh đi sang gà ha ca răng gà quê san tô du kha cha tỷ bu nắc bu năng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Anh ca cha thì sang xa rằng san tha quy sang anh đi sang gà ha ca răng gà quê san tô du kha cha tí bu nập bu nằng. Anh ca cha thì sang xa rằng san tha quy sang anh đi sang gà ha ca răng gà quê san tô du kha cha tí bu nắp bu nằng lang thang bao kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay bèo mây bến cũ vần xoay lối về. Phổ thơ của Đại Đức Tâm Cao. Dạ em Ái Minh đã trả bài xong, em kính mời chị Trần Đạo tiếp theo. Em kính mời chị ạ. Cảm ơn sư đại mình. Dạ Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sơn Khai giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tệ Chẩn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 158, 153. Nê ca cha thì sang ngã răng sang tha vi sang a pi sang tha ni cha a pi vi sang ya ha ca ra căng ya vi sang tô đúc kha cha ti bù nắp bù nâng. A nê ca cha thì sang tha vip sang a nip bi sang ya ha ka ra kang ga ve sang to dukkha chang cha ti pu nap bu nang lang thang bao kiếp sống. Ta tìm người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Đó là phổ thơ của Hòa thượng Thích Minh Châu. A ni ca cha sang tiếp số dukkha cha ti bụt nắp bút năng lang thang bao kiếp sống. Lang thang bao kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này. Ôi đời sống thật buồn thay bèo mây bến cũ vần soi lối về. Đó là phổ thơ của Đại Đức Tâm Cao. Dạ con đã kể xong, xin cô xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 153. A nê cá cha tí sang sa răng san thao quýt sang a nếp bí sang gá há ca rá căng gá quê san tô đúc kha cha tí phú náp phú năng. A nê cá cha
đi sang xa răng sang tha quyết sang a nếp bí sang gá ha ca rá căng gá quê sang tô bức kha cha tí phú náp phú năng a nê cá cha tí sang xa răng sang tha quyết sang a nếp bí sang gá ha ca rá căng gá quê sang tô đúc khà chà tí phú ná phú năng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu: lang thang bao kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây bến cũ vần soi lối về. Bản dịch của Đại Đức Tâm Cao. Và bây giờ nghe pháp, kính mời bằng tay của chị Lạc Lê, chị Lạc Lê với Tâm Pháp. Và chị Lạc Lê, kính mời chị Lạc Lê nha. Dạ kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ga Giá. Con xin kính định lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Và dạ, con xin đọc câu có kệ số 153. Á nề cá cha tí sầm xà răng sằng tha quý sằng á ní bí sằng gá há ca rá khăm đa quê san tô đúc kha cha tí bú nhá bún năng lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sanh. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Lang thang bao kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ say ngôi mộ này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo may bến cũ vẫn xoay lối về. Và đó là bộ thơ của Đại Đức Tâm Cao. À nê ca giang tì san xa răng sang tha vi sang a ni pi sam ga ha ka rang kham ga we san to di khap cha ti buồn nắp buồn năng. Chữ nhỏ quá không nghe được. Thôi con xin dừng tại đây đi. Kính mời vị kế tiếp. Dạ, chữ quá nhỏ. Dạ, mến mời bàn tay của Tâm Pháp. Tâm Pháp có trước máy không? Cô ôn bài được không cho nghe Pháp được một tín hiệu? Nếu mà Tâm Pháp không có ôn bài thì kính mời chị Lạc Lê thỉnh pháp sư. Và không thấy tín hiệu của Tâm Pháp. Và mời chị. Dạ kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta thỉnh pháp sư. Kính cảm ơn chị Đặng Đông để cho biết âm thanh rõ. Cảm ơn ái mình. Yeah. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa tu Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato
Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka thipati sahambati katang chali ân thi quả răng aya cha tha sang te tha cha ta ba cha ka cha cha ti ka đề xế tu tham măng ngà nụ khâm bi măng ba châm tha tham ma bê rim quy na chăng cha ca yang su tăng cha băng đâm ma bi tham ma châm măng a cô ta yên tô cha cha chăn cha đăng đăng ba bố tha nay ye ba ri sa ya man chen evam saham bati brahma bhagavantam acharya tha dung vi pha quê na tam buddho karune na thi qua sa ya tăng a vu tha ya ba de na mi ga da yam ta tu ga tu man cha wa ya da yo nay yeng ama ban ye si tham ma to ta to ma pu ti sam bu tho anu na tham ma de sa nang ma ga wa sa ni de se si sa ta nang a ta si sa kham te na sa thu a yo ban te de se du tham ma da sa nang ya pa ki tha ba ri cha yang anu kham ba bi ka ta quyền thở Phật mới đạt thành quá vị có sa hàm ba ti phạm thiên cả trong thế giới các miền thành cao quán chung cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đi đầu đảnh lễ bạch xin ngài tế độ nhân chúng sanh trong khắp cõi trần tội mê điên đạo không thân tội tình cầu Phật tổ cao minh nay trước hiện ao linh trinh thức dân diệu hằng khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đăng kết nhiều thiện duyên thế tôn được mạng viên đạo quý con hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không đành bỏ mặt lắc đường làm thinh chúng sanh vốn đa tình lắm bậc không thông đau chân thân giả tờ vô thường khổ não giấm ta ngày nay sơ ngộ thiết tha giờ lại xin mở thượng cao dài rắn dài chuyện pháp luân diễn dài nhiều ngôn chúng sanh nghe đặng pháp môn thoát vòng khổ não dập dồn bảy lâu giải thoát những nguồn sầu cao thúc diệt tham lam ai dựng bao vòng tối tâm sẽ được thắng trong phát sanh tuy tệ hiểu thông tin tưởng thông thâu lẽ vô thường văn vội ba tướng trong ba cõi mong manh vô minh duyên của các hành cõi căn nhiều giấc chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắng bị ngủ ma vài đắm chuyển đi vậy nên cầu đắng từ bi đạo chuyện bắt nhà tại đi với người đưa qua chốn tốt tư yên lặng bờ điếc bàn chẳng dinh trần ai như đàn rơi xuống trong ngoài chiếu tia sáng khắp thân ngồi hẳn hoang pháp bi trong khai hoàng rầm rộ luật vi như đại cổ hoàng dương kinh như dây buộc trên đường luận như trong đường bộ minh tư diệu đế đau vườn trong giống của tan giấc mong trần gian chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lo mộng lắng nhờ ánh sáng trổ lòng rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên văn ngâm ngùi khấn khoan phật nhắn lời những chẳng
dễ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lắm giá ngày giờ chẳng sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như được ném hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vạn toàn, một lòng không thối không mòn, những điều hạnh phúc lành đoàn nhận duyên. Cả tam giới thừa ẩn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ trinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nội đàn tử bi, chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê tàu được tí tí vạn toàn. Và Nam Mô Bố Tha Giá. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Từ Mẫn Hoan Hỷ thuyết giảng cho chúng con bài pháp cú số 154. Dạ con Tâm Phương, con xin nhường mic lại cho đại đức ạ. Dạ sa thú lành thay, kính tri ân Sích Tâm Phương. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con nghe thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học đến câu kệ pháp cú số 154. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ 154 gồm có 6 đoạn. Đoạn thứ nhất. Gahakarakadithosi. Gahakarakadithosi. Đoạn thứ hai. Punagehangnakahasi. Phụ nạ ghề hằng nạ ca hạ sĩ. Đoạn thứ ba. Sáp ba tê pha su ca phát gà. Sáp ba tê pha su ca phát gà. Đoạn thứ tư. Gà hạ cù tăng quý sân khát tăng. Gà hạ cù tăng quý sân khát tăng. Đoạn thứ năm. Quý sankhara gatang chittang. Và đoạn thứ 6, đoạn cuối cùng. Tanha nang khayamachaga. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của 6 đoạn này và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên gahakaraka. Dạ, đây là một danh từ và chúng ta thấy giữ nguyên mẫu, không có chia. Không có chia có nghĩa đó là chia ở hô cách, cách thứ 8. Thành ra chữ gahakaraka chúng ta dịch đó là này hay là hỡi. Này anh thợ xây nhà hay là hỡi anh thợ xây nhà. Hô cách chúng ta dịch vậy. Đích thô xí đây là một cái hợp từ, chúng ta tách ra đích thô cộng gã xí. Mà đích thô đó là quá khứ phân từ của động từ passati. Đích thô chia chủ cách. Và ở cái quá khứ phân từ này chúng ta dịch theo nghĩa thụ động. Passati là thấy. Thì ở đây quá khứ phân từ chúng ta dịch ra là đã được thấy.
Chữ a xí đây là cái động từ thì làm mà, à, động từ của hô tí thì làm mà. Nó có nghĩa là thì làm mà. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ từ đầu tiên. Từ đầu tiên từ Pú Ná. Pú Ná này đó, đây là một cái bất biến phân từ. Thì chữ Pú Ná này tùy ngữ cảnh để chúng ta dịch. Chữ Pú Ná này có nghĩa là nữa hay là lại nữa. Cũng có khi người ta dịch đó là nhưng mà cái từ Pú Ná này đó nó tùy ngữ cảnh để chúng ta dịch, có rất là nhiều nghĩa. Chữ ghê hăng, ghê há là ngôi nhà, ná là phủ định từ có nghĩa là không. Ca há xí, ca há xí đây là cái thì tương lai, ngôi thứ hai số ít của thì tương lai của động từ cá rô tí. Thành ra ca hát xí này mình dịch đó là sẽ làm, sẽ xây dựng, sẽ tạo dựng. Đến đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên, sáp ba, đây là một tính từ. Chúng ta dịch là mọi hay là tất cả. Chữ T ở đây đó, T ở đây đó thường đó là chúng ta hay gặp ở cái dạng gọi là đại từ, đại từ ngôi thứ ba số nhiều. Nhưng mà chữ T ở đây trong trường hợp này nó lại mang cái nghĩa tính từ. Chữ T ở đây đó mình dịch là ấy hay là đó. Chữ T này bổ nghĩa cho Phasuka. Phasuka. Phasuka có nghĩa là Phasuka là cái xương sườn. Thì Phasuka đó là những cái xương sườn. Những xương sườn của cái ngôi nhà thì mình hiểu đó là rui mè sườn. Từ cuối cùng phát ra. Phát ra đây cũng là một cái từ số nhiều. Phát ra chia theo số nhiều, thành ra có cái hình thức là phát ra. Thì phát ra đây đó là một quá khứ phân từ của động từ phân cho tí. Phát ra có nghĩa là bị phá hoại, bị làm bể, bị phá hoại, bị làm bể, bị gãy đi. Rồi đến đoạn tiếp theo. Đoạn tiếp theo chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên gá hát cu tăng, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra gá hát cộng với là cu tăng. Gá hát là ngôi nhà, cu tá là cái nóc. Cái chữ cu tá đó, cu tá ở đây đó là, xin lỗi quý vị, hồi nãy chúng tôi nói là cái nóc ha,
Nhưng mà chúng ta hiểu đó, cu tá đây đó là cái đỉnh này là cái top. Giống như đó là Đức Thế Tôn này có một cái cục ở trên cái đầu của ngài đó, thì cái đó gọi là măng sắc cu tá, là cái đỉnh đỉnh đầu của ngài. Cu tá này đó là cái đỉnh, ha, gá hạ cu tá là cái đỉnh ở trên nóc nhà, à, đỉnh trên cái nhà đó, đỉnh trên cái nhà đó thì người ta dịch đó là cái đòn dông. Thường cái nhà mà mình xây lên thì nó phải có cái đòn dông để nó nối được hai mái với nhau. Rồi quý sanh khá tăng, quý sanh khá tăng đây cũng là một hợp từ, chúng ta tách ra tiếp đầu ngữ quý cộng với khá tá. Sanh khá tá là được, được tạo, được trợ tạo. Quý sanh khá tá, quý là ra khỏi, là lìa. À, thành ra quý sanh khá tá mình dịch ra là không không được trợ tạo nữa. À, chúng ta bước sang cái đoạn tiếp theo. À, không được trợ tạo nữa, mình cũng có thể dịch là một cái từ khác, đó là vô vi. Hữu vi đó là pháp có, pháp cấu tạo hay là pháp có sanh có diệt. Quý sanh khá tá đó là pháp vô vi, pháp không có sanh không có diệt. Đến đoạn thứ năm chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên quý sanh kha rất là tăng. Quý sanh kha rất là tăng. Chúng ta cũng lấy theo cái nghĩa ở trên vậy. À, vì hai cái từ này đó, mặc dù chúng ta thấy nó hơi khác khác nhau vậy, nhưng mà nó cùng nghĩa. Dạ, nó cùng nghĩa. À, thành ra đó mình có thể dịch cho nó ngắn gọn đó là vô vi. Dạ, vô vi. À, là đi đến vô vi hay là trở thành vô vi. Ở chích tá là tâm. Tâm trở thành vô vi. Đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên tanh ha năng, tanh ha mà chia theo cái hình thức a năng này đó, nó có hai cách, một là cách thứ tư và hai là cách thứ sáu. À, thì tùy tùy theo chúng ta hiểu ở cái ngữ cảnh nào để chữ tanh ha năng này chia theo cách thứ tư hoặc là chia theo cách thứ sáu. Tanh ha mình dịch đó là ái hay là khác ái. Từ tiếp theo khá giá mắt khá ga, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra khá dân cộng với là ách khá ga. Khá dân là khô cạn hết. Ách khá ga ách khá ga đây là một cái quá khứ phân từ của cái động từ á thi gách chả tí, là đạt được hay là chứng đạt hay là đắc được. Bây giờ là khá gia mắt khá ga mình dịch đó là mình dịch sao rồi cho nó gọn kìa. Mình chứng mình dịch sao đó cho nó gọn thôi quý xin thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn nghe xuôi nè. Gahaka raka. À. Hỡi người thợ làm nhà. Đích thô sĩ ta đã thấy người. Naka ha sĩ người không xây, người không còn, người không xây. Gahang nhà cũ nát nữa.
ngươi không còn xây nhà nữa, hay là ngươi không còn được xây nhà nữa, hay là ngươi sẽ không xây nhà được nữa. Sappate phu pha suka phát ca gaha cù tăng quý sân khách tăng. Sapa tất cả pha suka rui mẹ tê pha suka rui mẹ ấy phát ga đã bị bẻ gãy. Gahu ca tăng cái đòn dông. Quý sân khá tăng cũng bị phá tan. Cũng bị phá tan. Tăng ha năng khá giảm mắt chá ga. Tâm tha năng khai giám mắt ga là đã đạt được sự chấm dứt mọi mọi khác ác. Quý sân kha rất là tăng chấp tăng tâm trở nên vô vi, hay là tâm trở thành vô vi. Đó là chúng tôi dựa theo cái văn xuôi và văn Pali dịch sát từ theo cấu trúc là như vậy. Bà con chư Phật tử chúng ta có thể ai mà giỏi giỏi văn học chẳng hạn vậy đó, chúng ta có thể gọt giũa rồi đổi đổi vế sao đó để nghe cho nó hay, cho nó hợp lý, cho nó lọt tai chẳng hạn vậy. Thì ở đây đó là chúng tôi muốn bà con chư Phật tử chúng ta hiểu cái ngôn ngữ Pali theo kiểu việc dịch văn xuôi và dịch sát. Chứ còn chúng ta cũng có những cái bản dịch của các vị tiền bối khác rồi. Dịch kệ thơ năm chữ, rồi dịch kệ thơ tám lục bát nữa nè. Thì đây là những cái bản dịch, những cái bản tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali. Chúng tôi dịch đó đó là để cho bà con, cho Phật tử chúng ta cùng hiểu được cái ý nghĩa sát ngôn từ Pali bằng văn xuôi. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatippanno Bhagavato Savakka Sangho Sanghaṃ Namāmi Namattu Ratanattayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên ngộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh chuyên đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính tri ân Sita Aiman, kính tri ân các MC đã hỗ trợ phần phát bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng hiểu rõ được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 154. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Câu kệ số 154 này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề, gốc cây Đại Giác. Sau khi Ngài chứng đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và Ngài đã ngâm lên
hai câu kệ này như là những cái câu kệ khải hoàn, tức là mừng chiến thắng. Rồi sau đó được tôn giả Ananda yêu cầu, cho nên Đức Thế Tôn ngài lại thuyết lại, ngài lại thuyết lại hai câu kệ này. Có lẽ tất cả chúng ta cũng đều biết là trải Bồ Tát Sĩ Đạt Ta năm 29 tuổi từ bỏ vợ đẹp con ngoan và ngôi vua để đi tầm đầu đạo giải thoát. Suốt 6 năm khổ hạnh, tổng cộng là 35 năm, cho đến ngày rằm tháng 4 năm 35 tuổi, vào canh một, ngài đã chứng đắc được túc mạng thông, là biết và nhớ về cái quả luân hồi. Đến canh hai, ngài chứng đắc được sanh tử minh, là biết và nhớ được cái nhân luân hồi. Hai loại trí này người ta còn gọi đó là trí quá khứ, trí vị lai. Chứng đắc cái loại trí đầu tiên đó là ngài quán xét về 12 nhân duyên. Tại sao lại có hành? Là vì do có vô minh. Tại sao có cái quả thức dẫn đi tái sanh? Là vì do có hành động. Tức là ngài quán theo chiều xuôi của 12 nhân duyên. Ở đó canh thứ hai, ngài chứng đắc sanh minh xong đó, ngài cũng quán về 12 nhân duyên mà theo chiều ngược lại. Chiều ngược lại đó là để đi tìm ra cái nhân. Chiều ngược lại đó là từ cái quả này là ngài đi truy ra cái nhân. Còn chiều xuôi đó là từ cái nhân này dẫn đến quả. Như vậy đó là quả, đó là chính. Còn đi truy tìm ra cái nhân đó là chính. Cho nên mới gọi là sanh tử minh. Đầu đó mới gọi là túc mạng minh. Đến canh ba đó, ngài mới quán xét cùng một lúc cả chiều thuận lẫn chiều nghịch của 12 nhân duyên. Sau khi quán xét xong cả 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch đó, ngài chứng đắc được lậu tận minh, cộng với là nhất thiết chủng trí trở thành Phật. Thì khi mà trở thành Phật đó, thì ngài dùng cái trí gọi là Pachuvekhanayana đó để phản kháng lại đạo lộ mình đã tu, quả mình đã chứng đắc được, sự tịch tịnh an lạc mình đã chứng đắc được, những phiền não nào mình đã đoạn trừ và những phiền não nào còn hay là không còn. Thì lúc bấy giờ cái trí phản kháng đó cho ngài biết đó là ngài không còn bất kỳ một cái loại phiền não nào nữa. Và ngài cũng biết được rằng ngài là bậc tối thượng, tối tôn ở trong ba cõi. Chính vì cái trạng thái đó đó cho nên khiến cho ngài hoan hỷ tột cùng, mới khởi lên cái sự cảm hứng. Do đó đó mới cảm hứng là mình hiểu giống như đó là một cái gì đó mà nó dâng trào. Thì buộc lòng đó là người ta phải ngâm nga để xả bớt, mình có thể mình hiểu đại loại vậy. Thì ngài mới thốt ra hai câu kệ này.
Hôm qua chúng ta học câu kệ đầu rồi, hôm nay mình học câu kệ tiếp theo. Gaha ka raka ditho si puna ge hang na ka hasi sap ba te fa su ka fa ga gaha ku tang wisang kha tang wisang kha ra tang chit tang tan ha nang khayamacha ga. Và câu cảm hứng ngữ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Ôi, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Và chúng tôi thấy có cái bản dịch của Đại Đức Tâm Cao cũng xin được đọc để bà con chư Phật tử chúng ta cùng nghe. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mè kèo cột gãy lìa nát tan, bao tha mái thảy tiêu tan, tâm ta thắng đạt, bàn thảnh thơi. Và với cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa thì chúng ta có ba bản dịch. Đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. Xin thưa quý vị, chúng tôi được nhắc lại đây là một cái khúc ca khải hoàn sau khi Đức Thế Tôn Ngài thành tựu được tối thượng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ở đời. Thì Ngài mới thốt lên cái cảm hứng ngữ này để biểu đạt, để cho những người đời sau đó biết được là việc cần làm Ngài đã làm xong. Sau đời phận sự, việc cần làm Ngài đã làm xong. Sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì việc cần làm đã làm xong đó là cái gì? Đó là cái. Và khi mà việc cần làm đã làm xong vậy đó, thì những ai mà đã làm xong công việc của mình cảm thấy nhẹ nhõm, khoan khoái, thoải mái, hoan hỷ. Thì đó có thể nói là ý nghĩa chính. Cuộc đời tu của một người đó, xin thưa quý vị, dầu người đó đó là Phật toàn giác, là Phật đầu độc giác, hay là Phật thanh văn giác, Phật thanh văn, Phật toàn giác, Phật giác hay là Phật thanh văn, thì cũng đều có một cái công việc giống nhau, đó là sát trừ phiền não hay là đoạn trừ phiền não. Cái công việc sát trừ đoạn trừ phiền não đó đó là trường kỳ kháng chiến, là dài đằng đẵng. Tùy vào cái hạnh nguyện để cái thời gian đó, đó nó dài bao lâu. Đối với Phật toàn giác đó thì thời gian đó là dài nhất. Xong kế đến đó là Phật độc giác. Rồi kế đến nữa đó là Phật thinh văn giác. Và để làm được một cái công việc to tát đó, đó thì trong suốt quá trình tử sinh luân hồi đó, người ta phải làm những cái công việc nhỏ nhỏ. Giống như khi bà con chư Phật tử chúng ta mà đi học cái bộ môn gọi là quản trị học. Thì học cái bộ môn quản trị học đó là người ta dạy cho mình phải biết đưa ra một cái mục đích lớn. Rồi để thực hiện được cái mục đích lớn đó, đó thì cần phải có những cái mục đích nhỏ. Hoàn thành hết tất cả các cái mục đích nhỏ đó sẽ hỗ trợ phục vụ để hoàn thành mục đích lớn. Thì mục đích lớn của người tu đó là sát trừ hay đoạn trừ cho được phiền não. Thì để sát trừ hay đoạn trừ cho được phiền não này, chúng ta cần phải làm những cái công việc nhỏ nhỏ. Cho phép chúng tôi hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó là khi chúng ta đang thính pháp vậy nè, hoàn thành làm xong được cái công việc
thính pháp này nè thì nó có hỗ trợ, nó có giúp đỡ cho cái việc sát trừ đoạn trừ phiền não của chúng ta không? Xin thưa, có. Ở trong kinh Mangala Sutta đó, thì ở trong đó đó có một cái pháp gọi là Anakula Chakamanta E Tâm Mangala Muttamang, là hoàn thành hay là làm xong công việc thì là một phúc lành cao thượng. Để trong một ngày mình có bao nhiêu công việc, xin thưa quý vị? Vô số. Dạ, vô số công việc. Nghe pháp này là một công việc, ăn là một công việc, nói một chuyện nào đó là một công việc, bố thí là một công việc, vân vân. Có rất 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 là nhiều công việc diễn ra ở trong một ngày. Và cứ mỗi một công việc mà mình hoàn thành xong, khiến cho tâm của mình trở nên thanh tịnh, an nhàn, quan hỷ, thì những cái công việc nhỏ nhỏ hoàn thành đó đó sẽ hỗ trợ phục vụ cho cái công việc lớn là sát trừ đoạn trừ phiền não của chúng ta sau này. Cứ hễ người tu thì ai cũng phải làm công việc này hết, xin thưa quý vị. Nếu mà mình không có làm được cái công việc này thì xem như đó là mục đích đặt ra của mình không, không thành tựu. Dạ, mà mục đích đặt ra của mình không được thành tựu thì lúc đó mình không thể nào đó tuyên bố phận sự đã xong được. Việc cần làm đã làm được. Mà với những ai đó chưa thể tuyên bố được vậy thì người đó vẫn còn phải bị tử sanh luân hồi. Mà tử sanh luân hồi đối với đạo Phật của chúng ta đó có cái gì? Mình còn phải bị khổ. Do đó mà tu theo Phật thì mình phải tu làm sao để hết khổ. Chứ không thể nào đó tu theo Phật mà mình cứ khổ này rồi đến khổ tiếp theo được. Như vậy đó thì xem như chúng ta không phải tu theo Phật rồi. Hoặc là tu theo Phật nhưng mà không có giống Phật. Dạ, không có giống Phật. Thì ở đây đó Đức Thế Tôn ngày ngâm lên cái câu khải hoàn đó cho mình biết, đó là cái công việc của Ngài sát trừ đoạn trừ phiền não đó đã xong rồi. Thì phiền não là gì? Phiền não tức là những cái cấu quế bận nhơ làm cho mình đó, bực bội, nóng nảy, phiền muộn, phiền phức. Thì phiền não đó nó có rất là nhiều loại. Trong đó nó có hai loại phiền não chính. Vì do có hai phiền não đó mà khiến cho chúng sinh phải bị tử sanh luân hồi triền miên liên tục. Dạ, triền miên liên tục. Hai loại phiền não đó, đó chính là vô minh và ái. Vô minh và ái. Thì ái có một câu kệ pháp cú chúng ta đã học. Ái đó là mẹ đẻ, còn ngã mạn đó là cha sanh. Bây giờ chúng tôi mới xin được hỏi toàn thể bà con chư Phật tử chúng ta nè, có ai xuất hiện ở trong cuộc đời này mà không có mẹ đẻ ra không? Không có được cái sự đẻ ra, sự sản xuất ra đó. Thì con người, sự vật, sự kiện hiện tượng ở trên cuộc đời này nè, có xuất hiện được không? No. Không. Yeah, không thể. Do đó đó chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này đó là phải do mẹ đẻ ra. Còn mẹ thì mới có mẹ thì mới có mình. Đã có mẹ thì mới có mình. Như vậy thì với những ai đó mà còn ái. Còn ái thì người đó còn tử sanh luân hồi. Và ở trong cái câu kệ khải hoàn này, Đức Thế Tôn này dùng một cái phương pháp ẩn dụ. Ngài cho mình biết ái này giống như là người xây nhà. Và cái sự tồn hiện hữu của mình đây nè, cái thân năm quẩn này nè là ngôi nhà. Ngôi nhà này mình gọi là ngôi nhà ngũ quẩn. Ngôi nhà ngũ quẩn này còn được dẫn nên, còn được xây nên là bởi vì do còn có người thợ.
Nếu mà không có người thợ đó thì cái ngôi nhà ngũ uẩn này không có được xây lên. À, thì đây là một cái phương pháp ẩn dụ. À, còn nếu mà chúng ta hiểu theo cái ý nghĩa mà có một cái câu kệ chúng ta đã từng học rồi đó, ái là mẹ sanh, ngã mạn là cha đẻ. À, thì vì do còn có ái đó cho nên chúng ta mới còn có mặt ở trên cuộc đời này, còn xuất hiện ở trên cái cuộc đời này. Và khi mà chúng ta còn có mặt ở trên cuộc đời này, còn tồn tại trên cuộc đời này, còn xuất hiện trên cuộc đời này, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta còn bị khổ không? Còn, còn bị khổ. Cứ hễ còn xuất hiện, còn có mặt, còn tồn tại trên cuộc đời này thì chúng ta sẽ bị hai loại khổ. Hoặc là một trong hai loại khổ. Đó là khổ thân và khổ tâm. Nếu là chúng sinh ngũ uẩn hay là ngôi nhà ngũ uẩn thì bị chịu cả hai loại khổ. Nếu mà ngôi nhà nhất uẩn thì bị chịu một loại khổ. Ngôi nhà mà tứ uẩn thì bị chịu một loại khổ. Hoặc là khổ thân hoặc là khổ tập. Và cái khổ đó mà sâu xa ẩn chứa đó, nói cho nó trọn vẹn, nói cho nó đầy đủ, nói cho bao hàm đó, là khổ đế. À, thì khổ đế ở đây đó mình hiểu đó là có ba, là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. À, thì cái hành khổ này nè là ẩn chứa trong tất cả, bởi vì rằng hành khổ đó chính là sự có mặt, sự xuất hiện là hành khổ. Hay hành khổ là sự sanh diệt của danh và sắc. Vậy thì cứ hễ khi nào đó mà còn danh còn sắc đó thì khi đó đó là còn còn khổ. Dạ, còn khổ. À, cho nên dầu cho ngôi nhà là nhất quẩn, là tứ quẩn hay là ngũ quẩn mà được xây nên thì khi đó đó vẫn còn bị khổ. Vẫn còn bị khổ. À, do đó, đó Đức Thế Tôn nói gọn đó là trong 6 năm khổ hạnh tầm chân lý đó, để ra khỏi cái khổ đó đi. Còn nếu mà nói dông dài đó là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp tầm cầu phương pháp cách thức để làm sao đó thoát ra khỏi cái sự khổ này. À, thì đến đến kiếp cuối cùng, năm ngày 35 tuổi, vào canh ba của đêm rằm tháng tư, ngài đã tìm ra được, ngài đã thấy được, ngài đã thấy được cái người, đây là phẩn dụ, ẩn dụ, dùng phương pháp ẩn dụ, thấy được cái người xây nên cái ngôi nhà ngũ quẩn này, xây nên cái ngôi nhà nhất quẩn, xây nên cái ngôi nhà tử quẩn. À, thì cái người đó đó chính là tham ái. Và tham ái. À, nhưng nếu nếu mà nói theo pháp hành này ha, là trong chừng ấy thời gian ngài quan sát để thấy được tâm tham đang sanh, tâm tham đang diệt, nhưng mà chưa thấy, mãi cho đến lúc đó là ngài mới thấy được tâm tham đang sanh, tâm tham đang diệt, tâm tham không sẽ sanh. À, quán thấy vậy đó xin quý vị. Mà tâm tham không sẽ sanh thì tức là tâm tham không sẽ diệt nữa. À, với ai mà quan sát thấy được vậy, thấy được rằng tâm tham không sẽ sanh, tâm tham không sẽ diệt nữa đó. Đó thì lúc đó nó mới được xem như đó là thấy rõ, biết rõ được cái người xây ngôi nhà này. Thì biết rõ thấy rõ đây có nghĩa đó là mình đã hiểu rõ ràng rành mạch tỉ mỉ chi ly rồi, thì bắt đầu kể từ đó về sau nó không còn xuất hiện nữa. Để thấy là thấy vậy đó. Để thấy được cái người xây nhà rồi. À, thì khi mà đã thấy được cái xây, người xây nhà thì tất yếu dẫn đến là một loạt những cái gì mà liên quan tới người xây nhà đó.
Xây nhà đó thì có rui mè kèo cột nó mới ráp lên nè. Bây giờ mình đã thấy được cái người xây nhà đó rồi, mình chơi chung với người xây nhà đó nữa, mình mướn cái người xây nhà đó nữa, mình thèm quan tâm ngó ngàng người tới người xây nhà đó nữa, thì giờ có rui mè kèo cột cũng kệ đó, người đó đâu có xây lên được nữa đâu. À, thành ra đó là ngài nói gã cà đi tổ xí này, thấy tại xây nhà kia ta đã thấy người rồi. Phụ nè ghê hằng nè cà sĩ, ngươi không thể xây nhà được nữa. Ngươi không thể xây nhà được nữa bởi lẽ tại sao ạ? Ngài quan sát, ngài thấy rằng tâm tham đã sanh, tâm tham đã diệt. Tâm tham không sẽ sanh, tâm tham không sẽ diệt. Có nghĩa rằng là chất ẩm ướt ở trong cơ thể của ngài, con người của ngài không còn nữa. Cho nên kể từ đó về sau, những cái giống, những cái chủng tử mà ngài gieo đó, nó không còn trổ hạt nữa. Dạ, nó không có trổ hạt nữa. Giống như giờ đó mình gieo một cái hạt nào đó, lúa, đậu, bắp, ớt gì đó, thì khi mà mình gieo cái hạt đó xuống đó, thì để cái hạt đó đó mà nó ra hoa kết trái nè, thì cái mảnh đất gieo đó đó nó phải ẩm ướt tí thì nó mới đâm rễ nè, rồi nó mới ra qua cái trái được. Còn bây giờ đó, nó có chất ẩm ướt thì rễ nó không ra được, tức là nó không nảy mầm được đó, thì nó không cho ra qua cái trái nữa. Giờ nó không cho ra qua cái trái nữa. À, thì như vậy đồng nghĩa đó là cây rồi lá rồi hoa rồi cành rồi trái không có. À, cũng như thế đó. À, tham là mẹ đẻ, bây giờ đó là mẹ đẻ không còn nữa đó, thì thành ra đó là gì, con đâu có ra đời nữa. Con đâu có ra đời nữa, tức có nghĩa đó là ngôi nhà ngũ uẩn hoặc là ngôi nhà nhất uẩn hoặc là ngôi nhà tứ uẩn không còn hình thành được nữa. Và khi mà cái ngôi nhà không còn hình thành thì cũng đồng nghĩa với một loạt những cái gì liên hệ liên quan tới ngôi nhà đó không không còn, không có. Do đó câu thứ ba ngài dạy là sáp ba tê phá rụ ca pha xúc ca phát ca. Tất cả rui mè đều bị bẻ gãy hết, tất cả rui mè đều bị bẻ gãy hết, có nghĩa là những cái gì mà liên quan tới ngôi nhà đó nó không được hình thành, hay nói cách khác hơn là những phiền não liên quan với tham ái đó đều không còn, đều bị đoạn trừ hết, đều bị cắt đứt hết. Cho đến ha, Gahaku tăng quý sanh kha tăng là cái đòn dông của cái ngôi nhà đó, đòn dông của cái ngôi nhà đó là cái xem như đó là cái chủ chốt để mà kết nối dính giữa hai mái nhà với nhau đó. Giữa hai mái nhà với nhau đó thì cái đòn dông đó nó cũng bị dở luôn, cũng không có còn tồn tại. Thì cái đoạn dông đó được ví như đó là vô minh, là si. Đây là một cái phiền não chủ chốt. Sở hữu si đó, đây là một cái sở hữu tợ tha biến hành, là chủ chốt thì cũng bị sát trừ luôn, cũng bị đoạn trừ luôn. Bị đoạn trừ luôn. Thì lúc đó đó mới đạt đến được cái trạng thái là quý sanh kha ra tăng chết tăng, là tâm đạt đến hay là đi đến chỗ vô vi. Khi nào mà tâm của mình còn phiền não, còn tham, còn sân, còn si, còn tham, còn sân, còn si, thì còn bị chi phối bởi điều kiện và nhân duyên. Nhưng mà một khi tâm đã không còn những cái này, tức là không còn bất kỳ một cái phiền não nào nữa, thì tâm sẽ đạt đến cái trạng thái là vô vi. Là vô vi.
À thì bây giờ đó, làm sao để đạt được đến cái trạng thái này nè? À, thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy câu câu cuối cùng là để trở lại, đó là tha năng khởi và mát thầy ra, là đạt được cái sự khô tận của ái, tức có nghĩa đó là sát trừ, đoạn trừ hoàn toàn ái. À, vậy thì ái ở đây đó mình phải hiểu sao, hiểu rộng hiểu hẹp như thế nào? Ái đây đó mình hiểu đó là sự khác ái, sự thèm thuồng, sự mong cầu ước muốn, hay là sự thích thú, sự đắm nhiệt đó. Vậy thì khao khát thèm thuồng, mong cầu ước muốn đó đó là cái gì? Khao khát thèm thuồng, mong cầu ước muốn được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được đụng, được suy nghĩ nữa. Đối với phàm phu vô văn tục tử đó thì ai cũng cũng có những cái này cả, cũng là thèm khát thèm thuồng, được thấy cái hợp gu thích mình, được nghe cái hợp gu thích mình, được ngửi mùi hợp gu mình thích, được nếm vị hợp gu mình thích, được xúc chạm đụng chạm cái vật êm ái mềm mại hợp gu mình thích, được suy nghĩ theo cái ước muốn ý muốn của mình. Cho thì đó gọi là dục ái. À rồi sống 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 trong cái cuộc đời này nè, ai cũng có những cái người ta gọi là hoài bão, là thèm thuồng, là ước muốn, là mong cầu đó. À, như những người mà sống ở trong cái cuộc đời này nè, mình sinh ra trong gia đình thấp kém quá, bị người ta đè đầu cưỡi cổ thì ước muốn ở đời sau kiếp khác mình sẽ ra làm tướng này, làm vua này, để hà hiếp, để trả thù lại. À, mình sinh ra sống trong cái gia đình thiếu thốn đủ thứ vật chất nhu cầu sử dụng, cái bắt đầu đó là mới khao khát ước muốn, thèm thuồng ước muốn mong cầu. Đời sống sau đó mình phải sinh ra trong gia đình giàu có này, sinh ra nước Mỹ nữa, ở châu Âu nữa, ở cõi thiên nữa, ở cõi phạm thiên vân vân. À, già rồi gì, vì do trong cái đời sống đó mình có những cái mà mình xài nó không có được bao lâu, xài chưa có đã nó bị mất đi đó, cái mình là ước muốn đó là những cái đó nó còn mãi, những cái đó nó còn mãi. À, rồi về trong cái đời sống đó đôi khi có những lúc đó mình làm cái này mình nói cái kia mà nó bị hậu quả, bị liên đới. À, cho nên mình mới mong cầu ước muốn làm sao đó, ở trong đời sống này thôi, đừng có liên hệ liên quan tới đời sống sau nữa. Kiếp này người này làm mẹ của mình là đủ rồi, sau này mình đừng có mẹ có cha nữa. À, rồi giờ mình sống cho nó đã đời ông địa đó, đâm cha giết chú gì vân vân, đời sau mình phải chịu cái hậu quả chi chi cả. À, thì những cái chúng tôi mới vừa kể cho quý vị đó, đó là hữu ái. Hữu ái tức là mong cầu sanh y sanh thú, mà mong cầu sanh y sanh thú đó dựa trên cái cơ sở là thường hằng còn mãi. À, phi hữu ái đó, à, là mong cầu mong muốn được hưởng thụ thụ hưởng dục lạc ngũ trần, mà dựa trên cơ sở đoạn kiến, tức là bây giờ ăn cho nó đã, chơi cho nó đã, sau này không cần chịu hậu quả gì nữa. Do ba cái loại ái này nè, dục ái, hữu ái và phi hữu ái này, à, mà dẫn dắt chúng sanh đi lòng vòng ở trong ba cõi. Và đi lòng vòng ở trong ba cõi. À, thì dầu cho đi cái cõi cao hay là cái cõi thấp đi nữa đó, thì cũng có khi bị quay trở lại. À, chứ không có thể nào đó là cứ ở một nơi mãi. Dầu cho ở cái cõi cao hay là cõi thấp đó, thì cái cõi cao cõi thấp đó đó nó vẫn cứ có sự sanh ra mất đi, sanh ra rồi mất đi, à, sanh ra rồi mất đi. À, thì sanh ra rồi mất đi đó là khổ, là khổ đi.
Vậy thì dầu cho mình có đi sanh sanh đi ở cái cõi nào thì cũng vẫn bị chịu khổ đấy. Sanh đi cái cõi nào thì mình cũng vẫn cứ phải bị nằm trong ngôi nhà năm quẩn hoặc là nhất quẩn hoặc là tứ quẩn. Hoặc là tứ quẩn. Mà tại sao đó là còn mang cái ngôi nhà đó là bởi vì còn ba loại ái này, hoặc là một trong ba loại ái này, ba hai trong ba loại ái này. Hai trong ba loại ái này. Thì cái công việc của người tu đó, đó là phải làm sao đó để sát trừ, để giết trừ, để đoạn trừ cho được cái loại ái này này. Thì khi đó đó mình mới không có phải là lăn trôi trong ba cõi đó, mình không có phải là chịu đựng ở trong một trong ba cái loại nhà đó, hoặc là một trong ba cái loại nhà đó nó mới không còn được xây dựng lên nữa. Thì cái công việc này nè là một cái trường kỳ kháng kiếm. Và những ai đó mà thấy sợ hãi khi nào còn nhà đó, thì người đó mới cố gắng siêng năng để từ bỏ, để từ bỏ, để sát trừ đi ba loại ái này. Thì khi mà ba loại ái này bị sát trừ, những bè đảng vây kính của bè đảng vây cánh của ba cái loại ái này đó cũng bị trừ hết, thì lúc đó ngôi nhà mới không còn được xây dựng lên nữa. Thì ngôi nhà mà không còn được xây dựng lên nữa đó, khi đó đó, lúc đó đó, người đó đó mới có cái khả năng giọng giả cố, thì việc cần làm đã làm xong. Việc cần làm đã làm, phận sự đã xong, sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. Và để làm được cái công việc trường kỳ kháng chiến này này, xin thưa quý vị, thì chúng ta khi nãy chúng tôi nói mình cũng phải làm những cái việc nhỏ nhỏ. Mỗi mỗi việc làm nhỏ nhỏ đó của mình đã phải hướng đến sự từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, hướng đến sự từ bỏ các cái phiền não. Nhờ vậy đó mà nó hỗ trợ dần dần giúp đỡ cho cái việc sát trừ được ái này. Và sát trừ được ái này. Do đó đó, trong các cái nhân thiện, các cái nhân phước mà chúng ta tạo, thì những phước nhân thiện mà chúng ta tạo đó nó phải hướng đến sự từ bỏ phiền não, tham, sân, si. Chứ những cái nhân phước mà mình tạo đó đó mà mình hướng đến nè, để cho người ta biết mình làm, mình hướng đến nè, cái quả, tức là mong cầu sanh y sanh thú đó, thì xin thưa quý vị đó, cái nhân phước đó nó không có hỗ trợ cho cái công việc trường kỳ kháng chiến của mình. Vậy thì với ai đó mà thấy ra, nhận ra và có cái sự sợ hãi khi còn tồn tại, còn hiện hữu này, thì mỗi việc làm phước, việc làm tốt, việc làm lành của mình chỉ nên hướng đến là mong cầu ước muốn từ bỏ đi một chút, từ bỏ đi một chút sân, từ bỏ đi một chút si mê dục nạn. Thì cái sở hành hành vi lối sống theo kiểu này sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho người đó đó chống thành tựu được cái công việc sát trừ, đoạn trừ phiền não trường kỳ kháng chiến. Chúng tôi có một đôi ý, có cái sự hiểu biết của chúng tôi về cái câu kệ này xin được trình bày đến với bà con chư Phật tử là như vậy. Thì mong những ai đó mà có cái tri kiến tương đồng với chúng tôi, có cái khuynh hướng sống tương đương với chúng tôi, chúng ta nhận ra được cái giá trị qua bài giảng này để hỗ trợ cho mình trên bước đường sát trừ, đoạn trừ phiền não. Xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 154 tại đây. Phước báo phát sanh xin cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin chia phần phước này đến quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong quý vị được thanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến chư thiên ba cõi, nhất là các vị có đại quả lực, đại thần lực. Cầu mong các vị tùy phần phước này
để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin nơi chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài pháp cú số 154 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho đông chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Phật tử sắp bằng mang ở lăng ra khăn tử sắp bề đề quá ta sắp bằng bùa đà nữ phá quê nữ sá đà sá thi phong văn trụ đề Phật tử sắp bằng mang ở lăng ra khăn tử sắp bề đề quá ta sắp bằng hàm ma nữ phá quê nữ sá đà sá thi phong văn trụ đề Phật tử sắp bằng mang ở lăng ra khăn tử sắp bề đề quá ta sắp bằng hàm ma nữ phá quê nữ sá đà sá thi phong văn trụ đề